Tức là hôm nay tôi có một cái buổi tổng hợp lại, là tóm tắt lại thôi. Cái việc này tôi nói rất nhiều lần trong cái buổi trước rồi, nói trong các cái lớp học mà tôi vẫn thường nói, hoặc là trong cái buổi mà tổng quan về Python. Thì hôm nay tôi có một cái muốn là tổng kết lại một lượt những cái sự khác nhau đó. Đấy, thì tôi nói luôn là vì sao có cái này mà cái này nó như thế nào, thì đây là cái chủ đề theo tôi là khó đấy, khó, cho nên là bạn nào mà mới thì chúng ta cũng hơi khó hiểu một chút, thì các bạn cứ nghe khó hiểu để chúng ta sẽ đọc thêm các chỗ khác, và chúng ta xem lại cái video này. Thì hôm nay là cái buổi này là cái người nghe là phải biết được khá thành thạo Python rồi thì nắm được. Còn tôi sẽ trình bày như sau này, tôi sẽ trình bày từng cái điểm một là sự khác biệt. Mà vì sao lại phải nói như vậy, vì như này là vì chúng ta tất cả chúng ta đều đã quen dạy Pascal từ xưa nay rồi. Chúng ta dạy cái Pascal này khoảng 20 năm nay rồi, cho nên bây giờ là mới sang cái này là vì nó mới chuyển quá, cho nên là rất nhiều người sẽ bỡ ngỡ, và rất nhiều các bạn sẽ có cái rất nhiều người mà khi mà chưa nắm vững được Python ấy, thì chúng ta có cái tư duy rằng gì, chúng ta có cái tư duy là thôi cứ dạy cho nó giống Pascal cũng được. Đấy, cái tư duy đó. Cho nên tôi phải nhấn mạnh ở đây lại để cho chúng ta tức là tất nhiên là giữa giữa Python và Pascal sẽ là nó giống nhau ở rất nhiều điểm. Bản thân nó đều là các ngữ điều trình bậc cao cả, là nó rất là giống nhau. Những khái niệm như là biến này, hay là mảng này, sâu này, kiểu dữ liệu là số nguyên này, số thực này, vân vân, thì nó đều giống nhau cả. Các cái lệnh điều khiển chính như lệnh rẽ nhánh, if, lệnh lập for, lệnh lập while, về tổng thể là nó là rất là giống nhau, rất là giống nhau. Tuy nhiên luôn luôn là nó lại có những điểm điểm khác biệt. Và hôm nay tôi muốn tổng kết lại là tôi muốn nhấn mạnh những cái điểm mà khác, những sự khác biệt đó. Nếu mà chúng ta mà không để ý, chúng ta là cứ nói y như là Pascal thì nó sẽ bị sai. Đấy, là như vậy nhé. Là như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng là trình bày những cái điểm khác biệt mà nó liên quan đến cái gì, mà nó liên quan đến cái phần mà có trong sách giáo khoa tin 10, và là những cái phần mà chúng ta dễ nhầm lẫn. Đấy. Còn tất nhiên là có giữa hai cái này là nó rất là khác biệt, thì những khác biệt mà nâng cao hơn thì tôi sẽ không không để ý, tôi sẽ không không trình bày. Hay là những khác biệt nó sâu sắc hơn thì thôi cũng bỏ qua. Đây chỉ nói những khác biệt mà là cơ bản nhất mà chúng ta hay gặp phải, mà hay nhầm lẫn. Cái ý tôi là như vậy nhé. Tức là phục vụ cho chúng ta dạy học ngay cái chương trình lớp 10 này. Vì nếu chúng ta mà không nắm vững như này này thì nhiều khi đi dạy, khi đi giải bài tập cho học sinh, khi đi giảng bài cho học sinh, thì chính nhiều khi là chúng ta lập phải những cái sai lầm đó, vì chúng ta cứ quen với Pascal rồi, cho nên là chúng ta sẽ bị lập phải cái sai đó, mà khi mà giải hay khi làm bài toán ấy, nó bị sai thì chúng ta rất là khó xử lý. Rồi, thế như vậy tôi sẽ bắt đầu trình bày nhé. Thì trên bảng tôi đã kể sẵn kia mô hình bảng gồm có là ba cột, các bạn có thể ghi chép vào trong trong các bạn cũng được, là cái cột gồm có ba cột: cột số thứ tự, cột Pascal C và cột Python. Đấy, thì là số tự là liệt kê ra những điểm khác biệt. Còn tôi sẽ mô tả những cái ý tưởng, những cái vấn đề về chuyên môn mô tả Pascal trước là cái chúng ta biết rồi, và sau đó mô tả sự khác biệt đó ở trong bài thân là như thế nào, thì tôi sẽ liệt kê dần ở trên màn hình nhé. Thì cái vấn đề đầu tiên là đơn giản nhất mà chúng ta muốn nói là Pascal và C là cái chương trình, gọi là ngôn ngữ lập trình, mà nó là thuộc chương trình biên dịch nhé. Nôm na là như vậy, là chương trình biên dịch. Còn Python là chương trình là thông dịch, vậy là nó có sự ngay từ đầu tiên là nó đã có sự khác biệt về hai cái loại cái ngôn ngữ này. Biên dịch là gì? Tức là khi chúng ta lập trình ấy, khi chúng ta lập trình thì khi mà chạy ấy, thì nó sẽ dịch toàn bộ cái chương trình. Khi chúng ta dạy, ta viết một cái chương trình ở trên trên Pascal và C chẳng hạn, ta viết rất nhiều lệnh như này. Đấy, thì khi mà chạy thì làm như sau: chương trình sẽ biên dịch, sẽ kiểm tra toàn bộ chương trình này và chuyển dịch nó sang mã máy, sang file exe.
sang cái file exe. Đấy. Dịch sang mạng máy nhé. Sau đó thì nó mới chạy, nhưng mà nó qua hai bước. Khi chúng ta chạy thì nó sẽ thông qua hai bước. Bước là dịch, đây là bước là dịch nhé, dịch chương trình sang mã máy. Cái này chúng ta đã biết rồi đúng không, chúng ta không phải nhắc lại nữa nhé. Sau đó từ mã máy từ tạo ra một file exe ở trong 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 đĩa cứng, trong đĩa hoặc là trong bộ nhớ, sau đó nó mới run, nó mới chạy cái chương trình đó. Đó thì đó là cái chúng ta vẫn quen đối với C Pascal, nhưng Python thì không phải. Python là trình, nó là biên dịch. Khi mà chạy thì phần thì chương trình sẽ chạy từng lệnh một, chạy từng lệnh một, chạy từng lệnh một, chạy từng lệnh một. Nếu gặp lệnh lỗi thì nó dừng lại lỗi và chúng ta phải sửa. Như vậy là khi chạy xong thì nó vừa vẫn chạy xong luôn. Như vậy là khi mà ra trình chương trình thông dịch là chương trình dạy từng lệnh một từ trên xuống dưới và nó không dịch ra ba máy. Đấy, chú ý nhé. Đặc biệt là nó không dịch ra cái ba máy file exe như thế này và nó chạy được như vậy, và khi chạy xong thì là xong luôn. Nếu chương trình mà không có lỗi thì chạy xong là xong luôn, còn nếu có lỗi thì nó sẽ dừng lại. Cái lỗi này như cái lỗi này là cái lỗi làm là cái lỗi mà của trình thông dịch của Python thì nó chia làm có thể tạm thời chia làm hai loại lỗi để dừng lại đấy. Một là lỗi cú pháp, một là syntax error là lỗi cú pháp đó. Còn hai là lỗi logic, hay ở trong trong là trong Python người ta gọi là lỗi ngoại lệ. Khi mà gặp một cái lỗi ngoại lệ, khi gặp một cái lệnh mà nó không hiểu, nó không chạy được, nó sẽ văng ra cái lỗi. Thì như vậy là đối với trình Python, khi mà nó văng ra lỗi, gặp cái lệnh lỗi, cái lỗi lệnh này là lỗi nhé, như này là lỗi này, không chạy được cái lỗi thì hoặc là trong lệnh này nó có lỗi cú pháp, thì nó thông báo ngay là lỗi cú pháp. Hoặc là nó gặp một cái lỗi ngoại lệ khác, hay là người ta gọi là lỗi logic, ví dụ như lỗi chơi cho không chẳng hạn, lỗi là chỉ số nằm ngoài một cái mảng chẳng hạn, đó là nó gọi lỗi lỗi logic nhé. Cho nên là cái việc báo lỗi khi chương trình chạy trình Python là nó khác báo lỗi khi chương trình chạy trên Pascal và C. Khi chạy trên Pascal và C thì nó sẽ có hai loại lỗi. Cái loại lỗi mà lỗi thứ nhất là lỗi ở đây, tức là khi mà lỗi mà khi mà dịch ra file exe mà bị lỗi thì lỗi này chính là lỗi lỗi cú pháp, là khi khi mà chương trình chạy dịch 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 từng lệnh một mà ra file exe gặp cái lệnh mà nó có lỗi cú pháp thì nó sẽ báo lỗi cú pháp. Như vậy là cái bước một là bước là dịch sang dạng mã máy thì chỉ toàn lỗi cú pháp thôi. Còn bước hai là chạy chương trình từ file exe thì nếu gặp lỗi đó, cho nên nếu gặp lỗi văng ra thì lỗi này là lỗi runtime, hay là lỗi logic, hay là lỗi runtime error, runtime được chưa đó. Còn ở bên 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 phải thì khi mà chạy xong rồi thì là xong luôn, thì là xong là chạy thôi, chạy luôn khi mà chạy xong chương trình luôn nhé. Đó thì cái lỗi cú pháp này này nó sẽ tương đương lỗi cú pháp ở bên này, tương đương với chỗ này. Còn lỗi logic ở đây này, runtime này, nó sẽ tương đương với lỗi ngoại lệ ở đây đấy. Cho nên mà chúng ta thấy là nó khác biệt nhé, nó hai bên là nó khác biệt rất lớn. Cho nên là chỗ mà trong chương trình nó cũng có ở cái phần cái bài cuối cùng, mà đó là một trong những thứ chúng ta chú ý nhé. Thì đó là cái thứ nhất. Cái điểm số 2 tôi luôn kể cái bảng 3 chúng ta hình dung nhé. Cái điểm số 2 là chương trình đối với Pascal và C nó chỉ có một cái màn hình là soạn thảo văn bản, nó chạy là chúng ta lập trình, chúng ta chỉ có là lập trình soạn thảo thôi, soạn thảo chương trình. Chúng ta chỉ có một cái giao diện, một cái chương trình là một cái phần mềm, là phần mềm soạn thảo chương trình trên Pascal hoặc trên C, nó chỉ có một thôi, không có nhiều. Được chưa? Nhưng với Python thì là chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ gặp hai, nó có hai cái môi trường làm việc, hai cái môi trường. Một môi trường thứ nhất là môi trường tương tác, môi trường hay gọi là Python Shell tương tác nhé. Chúng ta chạy cái Python lõi
và chúng ta vào cái môi trường tương tác, nó có cái dấu ba cái dấu lớn hơn này chính là con trỏ chạy, và hai là nó có giống như bên kia là nó có cái phần mềm soạn thảo, phần mềm lập trình, ví dụ như là WinRAR, Postman hoặc là Tony hoặc là Picharm vân vân. Như vậy là nó khác biệt nhé. Đối với Pascal và C, chúng ta chỉ cần một chương trình lập trình là xong, chúng ta mở ra một lập trình luôn từ đầu đến cuối và chạy. Còn đối với Python thì nó có hai cách chúng ta sẽ làm việc, hoặc là làm việc trên môi trường tương tác hay gọi là Python Shell, hoặc là phần mềm lập trình chúng ta lập trình riêng. Thì chỗ này rất rất đặc biệt, chính vì cái môi trường tương tác này này nó sẽ giúp chúng ta là dạy học sinh những lệnh ban đầu. Đây là mình tôi sẽ cho bạn xem, đây là chính là cái giao diện, chính là cái đây chính là cái màn hình tương tác, giao diện tương tác, và các bạn thấy nó có ba cái dấu lớn ở đầu. Đây là cái dấu nháy, dấu nhấc của Python. Thì đây là cái môi trường tương tác. Môi trường tương tác là môi trường chúng ta phải gõ từng lệnh và chạy một từng lệnh một, chúng ta chú ý nhé. Vì tôi gõ lệnh là x bằng 10 thì là một lệnh, enter là chạy luôn. Vậy tôi gõ lệnh thứ hai là a bằng mà tạo một cái dãy như 1 2 3 như này. Đấy, như vậy là chạy từng lệnh một trong trong môi trường tương tác. Còn chúng ta vẫn có thể lập trình giống như là C Pascal, chúng ta vào một phần mềm nào đó, soạn thảo nào đó, ví dụ ta chạy phần mềm WinPersonal, đây là phần mềm WinPersonal, mà chúng ta có thể tạo cái file ở đây và chúng ta gõ lệnh như bình thường. Để tôi có lệnh nhé, nhập bàn phím một cái số nhé, n này bằng này, tạo luôn một là luôn trình đơn giản nhé, n bằng in này, nhập một số tự nhiên nhé, input nhập số tự nhiên n đấy. Thì đây là lệnh lệnh nhất. Đây lệnh thứ hai tôi sẽ kiểm tra if nhé, kiểm tra if nếu n là chia cho 2 mà bằng 0 thì tôi thông báo là n là chẵn. Tôi print ra cái lệnh là print là nhập số chẵn. Còn ngược lại else thì chúng ta print ra cái lệnh là đã nhập số lẻ. Đó. Đấy, thì đây là như vậy là đây là cái phần mềm mà lập trình bình thường chúng ta lập trình giống hệt giống thật như là Pascal và C, không khó tí nào cả. Như vậy nó có hai cái, như vậy là đối với Python nó có hai cái chế độ làm việc, đồng lại hai chế độ làm việc. Thì cái chế độ tương tác là chế độ này, là chúng ta phải cài đặt cái Python lõi và chúng ta chạy tương tác. Thì chế độ tương tác điểm gì đấy thì nó luôn, chế độ tương tác này là thật ra nó có ý nghĩa rất quan trọng là giúp các thầy cô các bạn là dạy học sinh phần phần Python này trong cái bài học đầu tiên đấy. Thì theo quan điểm của tôi thì đây là một cái ưu điểm rất lớn của Python, nó giúp chúng ta dạy học sinh rất là dễ luôn. Tôi tin rằng là học sinh mà học Python thông qua chúng ta dạy thông qua cái môi trường tương tác này thì giúp cho học sinh học rất là dễ hiểu hơn hẳn so với ngày xưa chúng ta dạy dạy Pascal. Ngày xưa dạy Pascal là dạy trên một cái màn hình, vừa vào cái là lập trình luôn, học sinh chẳng hiểu cái gì cả, rất là khó dạy luôn. Ngay từ đầu đã phải nói là phải là viết trình ra làm sao, lệnh là gì, rồi là dịch là cái gì, rồi chạy chương trình là cái gì, rất là mệt mỏi. Còn bây giờ thì không, bây giờ chúng ta cứ gõ cái lệnh giống như là chúng ta có lệnh enter, giống như là chúng ta gõ lệnh trong trong game máy tính các Casio vậy, rất là đơn giản thuận tiện, cho nên nó rất là hay. Và đây là chính là cái chỗ mà giúp chúng ta là mọi thứ ở trong trong Python chúng ta sẽ hiển thị ra ở đây và dạy trên cái môi trường này học sinh rất là dễ hiểu. Thậm chí nếu mà học sinh cũng có máy tính thì chúng ta cho học sinh, giáo viên sẽ gõ tới đâu học sinh sẽ gõ lại tới đó luôn, và từng lệnh một gõ lệnh enter là chạy luôn, không phải mất thời gian là nhập nhiều như thế này chả hiểu gì cả, được chưa? Đấy, chuyện này thì khi mà học sinh mà thạo rồi chúng ta có thể khi mà sinh đã thạo rồi chúng ta có thể bỏ hẳn cái môi trường thì chúng ta dạy hẳn sang sang cái môi trường thảo cũng được.
Nhưng mà theo tôi thì trong suốt cái thời gian lớp 10 đa theo tôi là 90% thời gian là chúng ta dạy trên môi trường tương tác. Cho nên cái môi trường tương tác chính là cái mà giúp cho giáo viên chúng ta dạy dễ dàng. Và đây là một điểm rất là khác biệt, theo tôi rất là khác biệt giữa Pascal C và Python. Đó, ta chú ý nhé. Như vậy là cái môi trường tương tác này nó giúp là dạy nó giúp cái việc dạy giúp cái việc dạy dạy Python trở nên rất là dễ dàng, rất dễ dàng. Đấy, ta chú ý cái này nhé. Đấy, thì đó là cái số 2. Mấy cái một cái hai là sự khác biệt. Rồi chúng ta sẽ sang cái số 3 nhé, cái số 3. Số 3 là liên quan đến việc định nghĩa và là việc vị biến, cái khái niệm biến nhé. Khái niệm biến. Ô, tôi đúng này tí nhé, đúng này biến thôi. Biến nhé. Thì ở trong Pascal Python thì ngay như vậy là khái niệm biến là chúng ta phải dạy ngay là những bài học là những bài rất là gần rất là đầu tiên của mọi cái chương trình mọi cái phần liên quan lập trình thì biến là cái khái niệm đầu tiên được dạy thì với Python và Pascal chỗ này nó lại rất là khác nhau lắm. Biến ở trong Pascal chúng ta quen dạy rồi là một là phải khai báo trước đấy, khai báo trước và khai báo thì là cố định kiểu luôn, cố định kiểu. Còn ở trong Python thì là hoàn toàn ngược lại, không cần hai cái này là đối nghịch nhau luôn, không cần khai báo trước. Chúng ta chú ý nhé, không cần khai báo trước. Hai là không cần xác định kiểu trước, không cần cố định kiểu. Đã không cần khai báo rồi thì không cần cố định kiểu luôn, không cần cố định kiểu. Hay nói khác là khi chúng ta gán xong rồi thì mới xác định là được là kiểu dữ liệu là gì. Đấy. Thì đây ngay đầu tiên khái niệm biến là ta thấy là nó khác nhau. Còn tất nhiên là cái đặt tên biến là nó đã giống nhau thì không không thì không phải nói cả. Rồi là kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu dữ liệu là số, kiểu dữ liệu là số nguyên, số thực, kiểu dữ liệu là string, kiểu dữ liệu là bool là nó giống nhau. Các kiểu dữ liệu là không khác nhau. Nhưng mà khác ở cái đó nhé. Như vậy là khi chúng ta vào gán nhé. Đây. Khi ta gán x bằng 10, x bằng 10 ta làm lại nhé. Thì kiểu của x thì dùng lệnh time là kiểu của x thì gần nó là kiểu là số nguyên in. Vậy in là tên của cái lớp dữ liệu số nguyên. Được chưa? Bây giờ tôi cần khai báo tiếp x thì tôi khai báo tiếp bằng là 1.23. Lập tức là đổi lại là kiểu của nó. Time. Time của x thì bây giờ không phải là số nguyên nữa mà là số thực. Nó là float là số thực. Bây giờ tôi lại khai báo tiếp là ABC. Thì như vậy nó là kiểu sâu, chúng ta time cái x ra nó là kiểu sâu. Nó kiểu là str là kiểu string. Đó. Được chưa? Như vậy là như vậy là kiểu dữ liệu của một biến nó được xác định khi chúng ta gán. Đấy. Còn ở trong Pascal và C thì chúng ta sẽ phải khai báo trước, trong ví dụ khai báo trước một cái số in x gì như này, sau đó thì tôi mới gán x gì, ví dụ x bằng 10 chẳng hạn, tôi khai báo như này. Còn bên này không, bên này chúng ta chỉ biết x bằng 10 là xong luôn. Được chưa? Thì đó chúng ta có chú ý nhé. Thì đây là một cái sự khác biệt rồi, khác biệt rồi. Được rồi, bây giờ thêm nó luôn một cái lệnh nữa mà chúng ta chú ý. Cái lệnh gán ta đặt rất là lệnh, nhưng mà lệnh gán là giống nhau, cách mô tả lệnh gán là giống nhau thì đối với Python nó giống như là đối với C. Tức là lệnh gán là x bằng 10, x bằng y bằng gì đó đúng không? Đấy. Là không có, mà còn Pascal là x 2 chấm bằng thì nó cũng như nhau cả. Cách làm là giống nhau. Như vậy cái lệnh gán là giống nhau. Tuy nhiên nó lại khác như thế này. Đối với Pascal này mà C thì không có lệnh đa gán, không có lệnh gọi là đa gán. Còn ở trong trong Python là có lệnh đa gán. Lệnh đa gán này giúp chúng ta rất là nhiều luôn. Lệnh đa gán thì chúng ta theo tôi thì các bạn có thể không cần nhắc đến đa gán cũng được, không sao cả.
Nhưng mà theo tôi thì nên nhắc nhắc đến nó, vì là đây là lệnh mạnh, là lệnh mạnh của Python mà Pascal mà sẽ không có. Thì cái lệnh này là nó giúp chúng ta là rất nhiều cái, rất nhiều thứ ở trong tương lai, nhưng mà bây giờ trước mắt tôi nói luôn lệnh này nhé. Ví dụ chúng ta có cái chúng ta khai báo nó gán x phẩy y đấy, ta khai báo như này 10 10 5, nhưng mà là gán đồng thời 10 cho x và 5 cho y. Mà chúng ta phải gắn như là ví dụ như là a b c bằng a bằng 1, b thì bằng 1.2, còn c thì bằng là c thì bằng cái 1 2 3, một cái sâu 1 2 3 như này. Đấy, như vậy có thể là các giá trị là khác nhau, nhưng cách nhau bởi 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 dấu phẩy. Vì chính vì lệnh đa gán này cho nên suy ra là trong Python nó suy ra là nó có lệnh rất quan trọng, rất là hay của Python là chúng ta có phải cho phép là đổi vị trí của hai phần tử, là chúng ta có hai biến là x thì hai giá trị trước nhé, thì chúng ta gán x thì y bằng y x thì d, chính là lệnh là đổi vị trí của hai phần tử. Lệnh này nó tương đương với là chúng ta trong ở trong Pascal là có lệnh là chúng ta dùng lệnh là tem bằng x xong x bằng y, sẽ nói y chúng ta gán lại làm thêm. Như vậy là mất ba lệnh thì mô tả được một cái phép đổi vị trí của hai phần tử, còn ở trong Python thì dùng một lệnh là đủ, x y bằng y là đủ đó. Như vậy là cái đó là cái số 2. Cái số 2 là nói về cái không phải, cái số 2 đây là cái số 3 đúng không? Cái số 3 là nói về về, về biến lệnh gán và lệnh đa gán. Thì một cái nhắc lại là một cái hệ quả của lệnh đa gán chính là cái chuyện chúng ta có thể làm một lệnh thôi mà thay đổi cái vị trí của hai giá trị, của hai cái biến nhớ cho trước. Mà đáng lẽ việc đó ở trong Pascal thì chúng ta phải dùng ba lệnh như thế kia, tem bằng x bằng y và y bằng tem. Bên này chúng ta chỉ dùng một lệnh thôi, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sang nói sang cái phần số 4. Phần này theo tôi là rất khó, nhưng tôi phải nói một chút để chúng ta có cái là tôi muốn nói về cái bản chất cái biến, cái bản chất biến, bản chất biến là như thế nào. Thì còn chỗ này là một chỗ mà theo tôi là rất nâng cao luôn, nhưng mà tôi sẽ nói nhé, tôi sẽ trình bày cái này. Các bạn trước đây các bạn nào chưa hiểu thì thôi, chúng ta cứ tạm thời bỏ qua. Nhưng mà thì bản chất phải nói đây là cái định nghĩa của biến, thì hai bên là nó chỗ này là chỗ mà theo tôi là hoàn toàn khác nhau. Mà chính cái sự khác nhau của cái số 4 này ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ sau này các bạn. Đây là cái chỗ khác nhau cơ bản nhất của Python và Pascal và C, và cái chỗ này cái bản chất định nghĩa biến này nó làm ảnh hưởng đến tất cả về sau này, tất cả mọi thứ tất cả những điều sau này chúng ta học đều ảnh hưởng đến từ cái định nghĩa này. Thì tôi xin nói nhanh nó qua để cho hình dung nhé. Thế thì ở trong Pascal và C thì khi tôi viết là khi tôi khai báo một cái biến x gì và gắn x bằng 10 thì nó là cái gì, để tôi mô tả thì tôi cho hiểu được cái định nghĩa một cái biến nhé. Rồi khi tôi viết là khai báo một cái biến gọi là int x nhé, sau đó tôi dùng cái lệnh gán x chỉ bằng 10, x chỉ bằng 5 đây này. Đây thì khi mà tôi làm cái này thì ở trong Pascal thì làm cái gì, thì Pascal và C là như sau nhé. Thì máy lập tức là ở trong bộ nhớ máy sẽ tạo ra một cái vùng nhớ tạo ra một cái địa chỉ ô nhớ mà là cố định luôn, tạo ra ô nhớ và đặt x gì và đặt đặt tên cho cái vùng nhớ này là x gì đây, x gì. Nhưng nó có một địa chỉ, một cái ô nhớ ở trong bộ nhớ, và máy sẽ dành một cái ô nhớ dành cho một cái biến x, và biến x này là đặt khai báo trước là kiểu nguyên, và cái ô nhớ này là nó chỉ cho số nguyên thôi. Và máy gán kia khi chúng ta gán x bằng 10 thì máy sẽ đặt cái số 10 vào đây đó. Cho nên là ở trong Pascal và C chúng ta có hiểu như vậy là biến là gì. Biến là tên một cái vùng nhớ dùng để lưu dữ liệu, lưu một đại lượng, và cái đại lượng này có thể thay đổi, chúng ta có thể thay đổi theo cái biến biến x, theo cái đại lượng x hay là theo cái tên x. Như vậy là ở trong
tả phi thực ra dùng định nghĩa biến có rất nhiều định khác nhau, nhưng bản chất của nó là cái một cái biến ở trong Pascal là C, nó là nó đồng nhất với một cái vùng nhớ để lưu trữ dữ liệu, nên là một đại lượng mà cố định ở trong bộ nhớ. Khi chúng ta khai báo là x gì rồi, khai báo là biến là kiểu nguyên rồi thì nó luôn ở đó không bao giờ thay đổi. Chứ khi chúng ta xóa đi, chúng ta có một lệnh ra xóa cái bộ nhớ đi thì nó mất đi, còn nó sẽ vĩnh viễn và không bao giờ thay đổi nữa, được chưa? Đó thì đó là cái bản chất cái khái niệm biến ở trong Pascal và C. Nhưng ở trong Python thì nó hoàn toàn khác. Đây, chúng ta chú ý nhé. Khi chúng ta khai báo là x thì bằng 10 thì máy sẽ làm gì? Ở trong Python là như sau. Ở trong Python là máy lập tức là tạo ra một cái đối tượng dữ liệu là số nguyên là 10 và lưu vào trong bộ nhớ. Đây, như vậy cũng hơi giống, thế cũng hơi giống. Máy tạo ra một cái vùng nhớ, cái ô nhớ, vùng nhớ trong bộ nhớ và lưu một cái đối tượng, lưu một cái đối tượng dữ liệu nhé, lượng dữ liệu, và cái giá trị của đối tượng này, cái giá trị của nó, giá trị là bằng 10 đó. Nhưng mà tôi sẽ không viết là không viết đây là số 10 đâu, viết này là sai. Vì sao lại như vậy? Vì một cái đối tượng dữ liệu ở trong Python là nó rất phức tạp. Một cái đối tượng này nó gọi là một cái object nhé, một cái object ở trong Python, nó giá trị của nó chỉ là một cái thuộc tính thôi. Và một cái đối tượng dữ liệu ở trong Python là nó có bốn cái giá trị, bốn cái thuộc tính khác nhau. Bây giờ tôi mô tả luôn các bạn luôn đây nhé, cái chỗ này là phần theo tôi là khó, các bạn đã không hiểu thì ta bỏ qua nhé, còn là khó thì thôi chúng ta cái này chúng ta không cần nghe kỹ chứ này. Được rồi, như vậy là một cái khi chúng ta viết là x bằng 10 thì máy sẽ tạo ra một đối tượng dữ liệu với kiểu giá trị là nguyên, đặt giá trị là 10 ở trong bộ nhớ, đặt cứng trong bộ nhớ nhé. Thì một đối tượng dữ liệu như vậy trong trong Python đấy là nó có bốn thuộc tính sau đây, tôi chia làm bốn thuộc tính. Đây, chỗ là phần nâng cao. Thuộc tính thứ nhất là kiểu của nó, kiểu của dữ liệu, kiểu của kiểu kiểu dữ liệu, kiểu của cái đối tượng dữ liệu đó nằm ở đây nhé. Đây, cái này là tiếng Anh nó là time, chúng ta dùng lệnh time, lệnh time chúng ta có thể kiểm tra được kiểu dữ liệu đấy. Chúng ta nhớ lại như vậy khi tôi viết x bằng 10 nhá. Này, khi tôi viết x bằng 10 này, x bằng 10 nhé, thì chúng ta dùng lệnh time là biết đây là cái đối tượng mọi thì này là kỷ nguyên, hoặc có thể viết là type của 10 vẫn được, phải, vẫn là nguyên nhé. Rồi bây giờ tôi vẽ lại sang cái này, kiểu dữ liệu kiểu cái thuộc tính thứ hai của nó là cái địa chỉ, để cái địa chỉ ô nhớ, địa chỉ cái ô nhớ mà nó chứa cái dữ liệu này, ô nhớ. Thì đây là cái nó chỉ là cái hàm id của một cái đối tượng, hàm id của một đối tượng chính là cái địa chỉ ô nhớ, địa chỉ ô nhớ, địa chỉ ô nhớ. Đây, tôi trở lại đây. Đây nhé, cái x là nó là chính là nó chỉ vào là cái đối tượng 10 nhé. Bây giờ tôi viết id của x thì đây chính là cái địa chỉ, cái ô nhớ mà lưu cái đối tượng là 10. Được rồi nhé. Tiếp theo nó có một cái thứ thứ ba là chính là giá trị, giá trị đây này, nó là giá trị cái này đặt là 10, thì anh nó là value, value. Đó. Và cái thứ tư là một thuộc tính rất quan trọng, nó gọi là cái thuộc tính này nó gọi là reference, reference count. Cái này hơi cái là rất là cao, tôi sẽ nói reference count là cái gì. Reference count là tôi nói xong. Được rồi, như vậy là nó tạo ra một đối tượng là có kiểu dữ liệu là nguyên, có giá trị là 10, nằm trong cái ô nhớ nào đó mà máy sẽ tự tạo ra. Đấy, và sau đó là nó tạo ra một cái tên là x gì, và x gì nó sẽ trỏ vào đối tượng này. Đấy, chúng ta chú ý nhé, trỏ vào đối tượng này. Đó. Như vậy là ở trong Python, nếu chúng ta mà rạch ròi ra mà mô tả tỉ mỉ ra
định nghĩa chính xác ra thì phải là như thế này: biến là một cái tên dùng để trỏ một cái đối tượng dữ liệu ở trong ổ nhớ. Nhưng mà định nghĩa đó là quá khó, chứ thông thường trong sách giáo khoa thường là mô tả định nghĩa cái biến ở trong trong bài thơ, nó cũng giống khai báo mô tả biến ở trong trong Pascal BC. Các bạn cứ rửa sách, bạn cứ rửa sách giáo khoa tin 10 ra, cả hai cuốn là kết nối tri thức và cái diều đều mô tả cái biến, khái niệm biến của trong bài thơ giống như là biến ở trong Pascal cũ, trong cuốn sách cũ, tin 11 cũ. Đấy. Nhưng mà đây tôi muốn nói đây là, nhưng mà thực ra là nó khác biệt, nó khác. Nhưng mà cái sự khác biệt này nó làm cho, nếu chúng ta dạy đúng là cho học sinh thì học sinh sẽ rất khó khó hiểu, cho nên thông thường người ta lấp đi, người ta bỏ qua, nhưng mà các bạn chú ý, khi mà mặc dù là bỏ qua rồi nhưng mà chúng ta cũng nên biết sự khác biệt. Chịp. Như vậy suy ra gì, như vậy là suy ra ở trong ở trong Python ấy thì cái lệnh bằng 10 đấy, lệnh x bằng 10 thì nó chính là gì, nó chính là chẳng qua là một ánh xa hay là một con trỏ, trỏ từ cái tên x gì trỏ sang cái đối tượng 10. Ta chú ý nhé, đấy, trỏ sang cái đối tượng 10. Thì chính vì cái sự hai bên nó khác nhau như vậy cho nên là như sau này. Bây giờ tôi sẽ đây nhé, bây giờ tôi làm lệnh là y bằng x gì. Ở trong khi tôi viết y bằng x gì thì ở trong Pascal và C làm gì? Thì ở trong Pascal và C là như sau, nó sẽ tạo ra một cái ô nhớ mới, một cái ô nhớ mới và đặt tên cho ô nhớ đó là y. Ô nhớ khác x gì nhé, x y là hai vùng nhớ khác nhau và nó sẽ gì, nó sẽ sao chép cái số 10 này sang bên này và đặt bên này là 10. Đó. Như vậy là sau lệnh y bằng x gì thì chất ra là x y là hai vùng nhớ khác nhau, nhưng mặc dù là viết y bằng x gì nhưng mà thực chất là khi tạo rồi thì nó là hai vùng nhớ khác nhau có cùng giá trị. Như vậy cái lệnh y bằng x gì ở trong lệnh y bằng x gì ở ở trong ở trong Pascal nó có đúng nghĩa là sao chép cái dữ liệu x gì vào cái dữ liệu y để cất đi, hay là sao chép cái dữ liệu của cái ô nhớ x gì, của cái tên x gì, tên mấy gì vào cái tên biến y và cất đi và lưu đi. Như vậy là x gì sau lệnh này, x y là hai cái biến độc lập với nhau hoàn toàn, không không liên quan gì đến nhau nữa. Đấy, thì đó là bản chất của cái việc khai báo, của cái bản chất của cái của cái do định nghĩa của cái biến, do cách quản lý biến cho nên nó là như vậy nhé. Bây giờ tôi ở trong nhưng ở trong Python thì không phải như vậy. Ở trong Python khi mà tôi viết là y bằng x gì thì máy làm như sau, thì máy sẽ tạo ra một cái tên nữa là tên y và máy sẽ trỏ y này vẫn là vào số 10 đó. Sau đó cho nên là khi mà cho tôi đặt cái biến y bằng x gì thì khi đó thì x và y nó là hai cái tên như trỏ vào cùng một đối tượng ở trong bộ nhớ. Chỗ này các bạn chú ý, cái chỗ này là chỗ rất là khác nhau, cho nên là chỗ đây chúng ta không để ý thì nó sẽ rất là, nó sẽ gây hiểu lầm rất là nhiều. Đây tôi lấy ví dụ nhé, đây khi tôi viết là x thì bằng 10, là viết lại nhé, x thì bằng 10 nhé, thì cái id của x thì đây là cái ổ nhớ của x thì nó sẽ là 0285624 nhé, 68 đây nhé. Khi tôi viết là y bằng thì nó chọn vào đúng là cái chọn vào đúng cái đúng một cái đối tượng của x gì, và chúng ta kiểm tra cái DI, cái ID của y là cái ID là cái địa chỉ ô nhớ của cái y, nó giống nhau, nó còn giống giống ở trên, thấy không nào, giống ở trên. Đó, cái này giống ở cái này nhé. Thì như vậy thì suy ra là x y là hai tên khác nhau nhưng mà chọn vào cùng đối tượng, hay nói khác là x y là hai đối tượng như nhau. Ở trong Python có một cái lệnh là nó mô tả, lệnh mô tả kiểm tra cho hai cái biến có phải là chỉ vào cùng đối tượng hay không, hay là hai biến đó có phải là cùng đối tượng hay không. Lệnh x y để lệnh kiểm tra xem này, x y có phải là cùng một đối tượng hay không, enter, nó là cùng nhất, nó là true, vẫn là cùng đó. Nhưng mà x y là các cái đối tượng là chỉ vào cùng cùng đối tượng.
cho nên là bản chất là nó khác nhau. Được rồi, thì bây giờ tôi nói tiếp này. Chỗ này là chỗ này là chỗ khó nhất luôn. Được chưa? Như vậy là ở trong Pascal và C thì y bằng x thì chính là cái lệnh là chạy là nên là cái lệnh lưu trữ cái dữ liệu x gì sang chỗ khác, sang một cái vị trí khác, sang một cái biến khác. Biến khác. Được chưa? Còn ở trong Python thì nó không phải như vậy. Khi viết y bằng x gì thì là y là cái biến là cùng cùng trỏ vào đối tượng của x gì. Đối tượng x gì. Hay là x y là hai cái biến khác nhau nhưng mà có cùng một cái nó là cùng một đối tượng. Anh các bạn thấy những chỗ này là khác hẳn nhau nhé. Như vậy là ở trong Pascal và C khi chúng ta có cái biến x y z thì tất cả các cái tên biến mà là khác nhau thì chúng phải nằm cách vị trí khác nhau trong bộ nhớ, đúng không nào? Còn ở trong Python thì không, có thể là x y z là có thể là các tên khác nhau nhưng mà chúng cùng là cùng trỏ một cái vị trí trong bộ nhớ. Đây, chỗ này là chỗ rất là khác nhau luôn nhé, rất là khác nhau. Thì chỗ này là chỗ chúng ta chú ý. Như vậy là đối với Pascal và C thì cái lệnh là có một cái biến x thì chúng ta cần lưu trữ lại. Thì chúng ta vậy là y bằng x thì đây thực sự là lưu trữ lại. Lưu trữ lại để dùng sau. Để dùng sau. Thì câu hỏi trong trong Python là khi mà tập y bằng x thì liệu có thể là dùng lệnh này để lưu trữ y thành một cái lưu trữ x thành lưu trữ vào cất vào cái biến y được hay không, giống để có ý nghĩa giống như là để dùng dùng sau được hay không, để có ý nghĩa giống như là ở trong Pascal hay không. Đó. Có thể dùng là dùng dùng để lưu trữ giá trị x được hay không. Hay không? Đó là. Thì câu trả lời nó luôn, câu trả lời luôn này. Câu trả lời là ok, được, đồng ý, thế là yes. Đúng. Đúng, có thể để lưu trữ được nếu nếu x thì là số hoặc là sâu. Hoặc là sâu thì được. Là số nguyên số thực hoặc là sâu thì được. Nhưng mà nếu mà là sai, no, tức là sai. Nếu x là mảng, là dãy, là list. Đây, chúng ta chú ý nhé. Chỗ này là chỗ, đây là một trong từ xuất phát từ cái định nghĩa của biến. Mà đây là một chỗ mà theo tôi là chỗ này mà chúng ta còn ý. Chỗ này là chỗ mà giáo viên rất là dễ nhầm. Mình chúng ta quen là trước đây là cái x, y bằng x, tức là lưu trữ cất đi. Thì bây giờ làm cho bạn xem một cái để mua cho thấy ngay nhé. Đây. Thì tôi tạo một cái dãy nhé, A này, một dãy số chúng ta đang làm việc nhé, này ba hoàng tử ở đây. Thế bây giờ là mà tôi cần là cất cái A đi, cất cái lưu trữ để mà tôi dùng lại. Thì thay thay quen người chúng ta dùng là B bằng A đúng, chúng ta dùng lệnh này để chúng ta cất đi. Đó, chúng ta cất đi rồi. Thế bây giờ cất rồi, bây giờ chúng ta thử bổ sung vào A một phần thử nữa, dùng lệnh append này ta bổ sung vào A, bổ sung 10 vào A nhé. Thì đây là cái lệnh, đây là cái phương thức để bổ sung hoàn tử vào cuối của dãy A. Thì enter thì A như vậy đã thay đổi. A như vậy là thay đổi. Được chưa? Để kiểm tra B này. B cũng thay đổi theo. Đấy, các bạn thấy không nào? Thì chỗ này giải thích như sau. Khi viết B bằng A thì thực chất các bạn vừa nói là B cùng chỉ vào một đối tượng. Một đối tượng A là làm một cái dãy. Khi tôi bổ sung vào A phần tử 10 thì cái đối tượng đó là nó được thay đổi thêm phần thưởng 10, và như vậy là A vẫn chỉ vào đó, B vẫn chỉ vào đó nhưng B cũng thay đổi theo. Thấy không nào? Đó. Thì đây như vậy suy ra rằng là nếu mà A là kiểu dữ liệu là dãy nhé, là mảng hay là đúng 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 từ nó là list, thì lệnh B bằng A này không đủ, không phải là cái lệnh để lưu trữ cái dãy A. Đấy, chỗ này là chỗ mà còn đối với Pascal và C thì hiển nhiên đây là lệnh là B bằng A là lệnh để cất đi, để cất cái A đi để sau này dùng lại. Nhưng với B thì với Python thì không làm được như vậy. Đây là chỗ mà
chúng ta không biết thì rất là dễ sai, dễ để biết chuyện này. Vì tôi nhắc lại một tí đẹp như này nhé, đây để cho hình dung nhận đây, để hình dung nhé. Bây giờ tôi tạo ra một cái lệnh là a bằng đây, a bằng 1 2 3, thì máy sẽ tạo ra một cái, máy tạo ra một cái đối tượng là list. Và đối tượng này chúng ta nhớ lại, đối tượng này nó có bốn bốn cái tham số. Một tham số là kiểu type, một tham số là một cái thuộc tính của cái đối tượng này là địa chỉ ô nhớ là id id một cái đối tượng là một đối tượng đó là cái value 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 của nó đây chính là 1 2 3, và một cái nữa là reference count. Cái này tôi nói sau, những cái này là cái khó hơn, cái là cái rất nâng cao. Tôi không, như vậy là một đối tượng ở trong Python, một cái object, nó gọi là một cái object. Ở đây tôi thêm một chút nữa nhé, ở trong Python thì là mọi mọi cái giá trị, mọi cái đối tượng dữ liệu đều là đông object cả. Tức là hay nôm na thì hay nôm na là ở trong Python là cái ngữ lập trình mà là gì, đang hướng đối tượng 100%. Còn Pascal và C thì không phải, Pascal và C là nó chỉ là hỗ trợ lập trình của đối tượng thôi, chứ bản thân nó cái lõi của nó không phải là hướng đối tượng. Trong khi đó thì Python là cái lập trình mà hướng đối tượng là 100%, cho nên là mọi cái dữ liệu của nó đều là một object cả nhé. Cho nên nó là một cái instance, một thể hiện của một cái lớp của nó, của một class nào đó ở phía trên, thấy chưa? Đó, cái khi mà tôi viết là a bằng 1 2 3 thì máy tạo ra một đối tượng là kiểu là list có giá trị là 1 2 3 nằm trong cái ô thế nào đó, và a là cái tên biến được trỏ vào cái đối tượng này, trỏ vào được rồi. Thì khi tôi viết một lệnh thứ hai là a pen 10 đó, thì mình làm gì, thì máy sẽ bổ sung vào cái dãy này là thêm một từ là 10, máy sẽ bổ sung vào đây là số 10 vào đây đấy. Và cái giá trị, cái value của cái đối tượng a này thay đổi, nhưng bản thân đối tượng đó không thay đổi, đối tượng này vẫn nằm im ở chỗ đó nhé. Cái đối tượng mà a trở vào vẫn nằm im ở chỗ đó, chỉ có cái value, chỉ có giá trị thay đổi thôi đó. Bây giờ trước đó tôi viết là b bằng a thì b nó cũng trỏ vào đây, b nó trỏ vào đối tượng này, được chưa? Nhưng sau khi mà dùng lệnh là append 10 thì b vẫn trỏ vào đây, cho nên khi mà tôi viết b ra thì nó sẽ hiển thị ra là b nó thay đổi theo. Thế như vậy là khi a thay đổi thì b cũng thay đổi theo, vì sao, vì là a b cùng trỏ vào một cái đối tượng. Đấy. Thế đây là cái chỗ mà theo tôi đây là cái chỗ mà khác 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 biệt nhất đấy, khác biệt nhất so với Pascal và C. Nếu chúng ta mà không để ý thì thể nào cũng bị sai. Tôi nghĩ là chắc là các bạn mà không để ý lập khi mà lập trình liên quan đến dãy thì sẽ bị sai. Đấy. Thế thì câu hỏi đặt ra là như vậy, ở trong Python nếu chúng ta muốn mà lưu trữ cất đi một cái biến a, một cái dãy a thì làm như thế nào nhé? Thì cái làm như sau, cái làm là như sau, là cái làm là nếu a là một dãy, là một cái mảng một chiều gồm có toàn số thôi ý, thì chúng ta làm như sau, chúng ta viết là b bằng a chấm copy. Thì đây là cái lệnh, nó sẽ giúp chúng ta là tạo ra một cái đối tượng b mới nhé. B bằng a copy là như sau, máy tạo ra một cái đối tượng mới, và b sẽ trỏ vào đối tượng mới đó, và đối tượng mới đó có giá trị bằng với a. Như vậy là bạn thấy nhé, như vậy là b là đối tượng mới, là b thì viết b là đây là cái lệnh để kiểm tra xem là b với a cùng là một đối tượng hay không, cùng nó trong một nhóm hay không, thì nó sẽ là false, không phải nhé. Nhưng mà b với a là cùng giá trị, đây b là cái lệnh kiểm tra bằng nhau về giá trị thì nó sẽ bằng nhau, vì b lúc giờ b nó vẫn là như thế này. Đấy, như vậy khi mà tôi viết là b bằng a copy rồi thì bây giờ tôi sẽ a đây a tôi sẽ ví dụ tôi clear đi, tôi xóa đi hết, như vậy a hết, b vẫn bằng nguyên. Đấy. Thì như vậy là đây chính là cái lệnh mà đối với mảng một chiều mà bao gồm toàn số thôi, toàn số và sâu thôi, thì đây chính là cái lệnh mà thay thế cho cái việc mà trong trong ở trong ở trong Pascal là lệnh là lưu trữ ra cất được cất đi. Thì đây chính là lệnh mà để
lưu trữ ra để cất đi, các bạn nhớ nhé. Như vậy đây là hệ quả của phần trên, hệ quả của khái niệm biến thôi. À, cái lệnh b bằng a chấm copy chính là cái lệnh là lưu trữ cái dãy a để copy. Nhưng mà chú ý lệnh này chỉ đúng với là a là cái mảng một chiều và chỉ bao gồm số và sâu, còn a là mảng hai chiều thì không đúng. A là mảng hai chiều, à, tức là a là cái mảng mà chứa các phần tử của nó lại là một list nữa thì lệnh này là không đúng. Nó như vậy nha. Chữ này rất rất khó luôn. Cái này cũng là để nên các bạn sang năm khi các bạn lên lớp 11 rồi, thì 11 là có học đến 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 mảng hai chiều thì chúng ta sẽ biết được cái kỹ hơn cái này. Đấy, thì cái này chúng ta phải hiểu sâu hơn nữa. Cái này rất là khó, mà tôi đáp án nhé. Đáp án là gì? Vì cái lệnh B bằng A đây, cái lệnh này là cái lệnh đáp án nửa vời, tức là lệnh này là lệnh là tạo ra một cái bản sao của A và cất đi. Thì lệnh này chỉ đúng khi mà A là cái mảng một chiều và chỉ có gồm số và sâu thì đúng. Còn nếu A mà chứa một cái mảng con, một cái mảng khác, tức là A là cái mảng hai chiều thì lệnh này không đúng nữa. Thì đối với về mặt tổng quát như sau, bây giờ tổng quát nhé, bây giờ tổng quát như sau. Tổng quát là như thế này, tôi ghi đa số vào đây luôn nhé. Bây giờ câu hỏi là như sau, câu hỏi là tổng quát là như sau. Số cái này thì các bạn hơi khó một tí, nhưng mà tôi nói luôn. Cái này chúng ta chưa cần gay đâu, ai mà viện thi học sinh giỏi thì mới cần. Tổng quát là cho cái dãy a bất kỳ bây giờ cần có lệnh nào để cất và lưu trữ, cất và lưu trữ cái dãy A này hay không? Dãy A và một dãy B nào đó. Được chưa? Cất đi để sau này ta dùng lại. Thì lệnh nhà ta biết rồi, lệnh B bằng A là sai. Cái này là sai. Sai, không đúng. Mặc dù lệnh này là B bằng A là đúng với Pascal và C. Lệnh thứ hai tôi vừa nói là B bằng A chấm copy. Gần đúng. Này gần đúng. Lệnh này đúng. Nếu mà A là một dãy gồm toàn số và sâu thì đúng. Nhưng mà nếu A là chứa một cái mảng nữa, A là chứa hay là A là một cái dãy, là A là một kiểu dữ liệu là mảng hai chiều thì không đúng nha. Cái mảng là cái này là gần đúng rồi. Thì tôi luôn đáp án nhé. Đáp số là như sau, đáp số là rất khó luôn. Đáp số là chúng ta phải dùng cái thư viện thì chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là dùng lệnh là dùng cái from dùng lệnh là có một cái thư viện là copy, và chúng ta import là yêu cầu là dùng một cái hàm ở trong cái thư viện copy. Cái hàm đó chính là hàm là deep copy đấy, và chúng ta viết là b bằng deep copy à đấy. Thì đây mới là lời giải hoàn toàn chính xác nhé, giải hoàn toàn chính xác là cái lệnh mà là tạo một phiên bản copy mà copy deep, tức là copy hoàn toàn, sao chép hoàn toàn ra một cái đối tượng khác và cất đi vào B. Thì đây là cái lệnh D, cái hàm deep copy là cái hàm là tạo ra một phiên bản hoàn toàn khác với A. Bất kể A là cái gì, bất kể A là một cái dãy, là một cái mảng là một chiều, hai chiều, n chiều thì vẫn thế, nó làm được hết, và cất đi vào vẫn đi vào vào cái biến B. Thì đây là cái lệnh mà thực sự là đúng. Và thấy nó phức tạp không? Ta phải dùng cái lệnh là from copy import deep copy, là dùng dùng cái thư viện khác, nó rất là khó. Đấy, cho nên có thấy thì cái này dùng thế nào? Cái này dùng khi mà ta làm việc với cái mảng hai chiều trở lên, hai chiều trở lên, ta là ba chiều, bốn chiều là rất là sâu rồi. À, đối với lớp 10 là hoàn toàn không cần đến. Mà tôi nói thêm trước để chúng ta biết như vậy thôi nhé. Như vậy, như vậy là chỉ với lệnh ngắn thôi là có sự khác biệt rất lớn giữa Pascal và C rồi. Nếu chúng ta mà không chú ý khi mà đi làm bài ấy, không chú ý là ta sẽ bị sai rồi. Nhưng mà nó là cái số mấy nhỉ? À, tôi vừa nói đây là cái số mấy, không nhớ, cái số 3, số 4 rồi đấy hả? Để cho xem lại nhé, Số 4 là thế số ạ. 4 rồi đúng không? Bây giờ chúng ta cho số Số 5 4. đúng không? Bây giờ như vậy là số 4 nhé. Bây giờ cái số 4 là liên quan đến, có thể nó rất khó đúng không? Rất là khó, nhưng mà chuyên sâu đây là rất khó. Bây giờ chúng ta sang sang cái số 5 nhé.
Rồi. Chúng ta sẽ quay lại cái biến sau nhé. Chúng ta sẽ quay lại thời gian. Tôi định quay lại cái biến sau, nhưng thôi được, chúng ta tạm thời lát nữa thì đến cuối buổi mai tôi sẽ nói sang cái em khi nói hàm, chúng ta sẽ quay lại biến sau. Bây giờ tôi sang cái em cái phần tiếp theo nhé. Phần tiếp theo là tôi nói cái sự phân biệt khái niệm là list nhé. List thì với dữ liệu list là dữ liệu mảng đấy, dữ liệu một cái dãy, một cái thì như sau này. Thì list là kiểu dữ liệu trong sách, các sách tin học người được dùng từ là kiểu dữ liệu danh sách. Thì ở trong sách cũ thì nó là kiểu dữ liệu mảng, kiểu dữ liệu mảng ở trong Pascal là dữ liệu mảng, hay là nó là array, cái anh ở đây. Còn ở trong Python nó dùng dữ liệu list hay là danh sách. Như vậy là giữa mảng và list có gì khác nhau? Thật ra nó mà soi kỹ ra thì rất khác nhau, nhưng mà nó luôn là dữ liệu list chính là dữ liệu để thay thế cái dữ liệu mảng được trình bày ở trong Pascal. Ở trong Pascal gì, hay là dữ liệu list ở trong list ở trong Python chính là cái dữ liệu dùng để mô tả tất cả cái gì liên quan đến dãy, liên quan đến mảng. Cho nên là thực ra là hai cái em này, nên chúng ta mà biết kỹ ra thì có thể sự khác nhau, nhưng mà rất là sâu, cái này không mà không cần biết. Chúng ta cần hiểu rằng là gì, ở trong Pascal, và C chúng ta hay dùng cái từ mảng, hay là chữ Anh đó là array. Ở đây thì bây giờ chúng ta sẽ học cái đó ở trong Python, nó chính là list. Cho nên chúng ta có thể gọi list là mảng không sao hết. Thì các bạn thấy là đi sang năm chúng ta học sâu hơn về cấu trúc dữ liệu thì mảng chính là list thôi, không có gì cả. Hay là danh sách. Như vậy là với Python thì là cái từ list dịch sang tiếng Việt là danh sách, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể dùng các từ như là từ mảng không sao cả, theo tôi là không sai, hay dùng từ là dãy không sao cả, chẳng là sai cả. Tuy nhiên là nó có sự khác biệt giữa khái niệm mảng ở trong Pascal và mảng ở trong Python là như sau. Các cho biết rồi, tôi nhắc lại lần nhất. Một là mảng ở trong là trong ở trong Pascal là cần cần khai báo trước, cần khai báo, chúng ta cần khai báo trước, cái thứ hai là các phần tử phải cùng một kiểu dữ liệu, các cái phần tử của nó là phải cùng một dạng hay dùng một kiểu dữ liệu. Một cái mảng là một kiểu dữ liệu, hoặc là toàn là số nguyên hoặc toàn số thực, chứ không thể là phần tử này là nguyên, phần tử kia là sâu, không được đó. Và cái thứ ba là độ dài là phải cố định, độ dài là cố định. Được chưa? Mà thật ra nó có một cái điểm khác nữa, tôi nói luôn đây luôn, là cái mảng hai chiều nó là khác mảng một chiều. Phân biệt giữa mảng một chiều và mảng hai chiều thì khác nhau nhé, mảng hai chiều và mảng một chiều và hai chiều thực ra là nó khác nhau đấy. Còn đối với list như sau này, tức là không cần khai báo trước, không cần khai báo, chúng ta cứ đặt cho chúng ta biết, đặt cho bằng là làm được luôn, không cần khai báo. Cái thứ hai là các phân tử là không cần cùng một kiểu dữ liệu nhé, các phân tử, các phần tử là không cần cùng kiểu dữ liệu. Thấy chưa? Tiếp theo là độ dài thay đổi, độ dài lao động, độ dài hoạt động có thể là thay đổi, độ dài động thay đổi. Và cái bên nữa là thật ra là với Python thì mảng hai chiều nó chính là một chiều, hai chiều nó là một, nôm na là mảng hai chiều. Mảng hai chiều thì nó chính là gì, nó chính là list of list, đang list nằm trong list thì nó chính là mảng hai chiều. Cho nên là bản chất của nó vẫn là một chiều. Khi một cái phần tử của mảng, một tử của dãy nó là số thì nó là mảng một chiều, còn phần tử của dãy lại là một dãy thì nó là hai chiều. Trên bản chất của Python nó là vẫn là list một chiều thôi, vẫn là cái mảng một chiều. Còn cái mảng mảng hai chiều của trong Python là nó định nghĩa khác hẳn luôn. Đó thì chúng ta chú ý là như vậy, nó ngay định nghĩa là ta thấy nó rất là khác nhau, và chính vì khác nhau này nó làm cho chúng ta rất nhiều thứ là nó phiền phức, phiền toái.
và có rất nhiều thứ là nó thay đổi nhé. Đây chúng ta khai báo một cái mảng đây, khai báo cái mảng 1 2 3 4 A nhé, B chúng ta khai báo một cái mảng các phần tử là khác nhau một nhé, sau đó là 2.9 nhé, phần tử thứ ba là ABC là sâu nhé, phần tử thứ tư là chu, hãy thoải mái là chu là cái hằng số, là cái số là đúng đấy, đúng không, bool đấy. Rồi phần tử thứ năm, phần tử thứ năm là ví dụ là năng là một cái giá trị. Rồi phần tử thứ sáu là một cái dãy con 2 3 4. Đấy, như vậy là nó rất là nó hỗn hợp như thế này, được chưa nào. Hay nữa này, tức là bây giờ sửa tôi viết là x thì đây, tôi viết là x thì bằng bên tôi có khai báo một cái dãy rỗng này để như này. Đó. Bây giờ tôi ví dụ tôi viết là x thì bằng 1 nhé, y bằng 12.9 này, z bằng là Hà Nội. Như vậy là đây là những giá trị là nó rất là khác nhau đúng không? Đây. Z thì là t bằng một cái em 2 3 4 như này. Được chưa? Như vậy là x, y, z là các cái tên biến trỏ và các đối tượng rất khác nhau là trong bộ nhớ khác nhau đúng không nào, mới khác nhau. Khi tôi cần viết thêm là biến viết là d sẽ bằng gì, bằng bằng là x thì phải y phải z z phải t, được không, được hoàn toàn được đó. D nó chỉ là cái này. Đây. Như vậy tôi sẽ định ở bên trong trước những x, y, z, t trước này, và như vậy là d nó chỉ là cái này, bạn thấy không nào. Cho nên là nó chính vì cái này nó làm cho cái việc định nghĩa của cái mảng ở trong Python là trong nó rất là khác biệt. Ở trong Pascal nếu chúng ta soi ra thì các phần tử của mảng là nằm liền nhau ở trong bộ nhớ, làm dãy với cái mảng n phần tử, trong phần tử thì các phần tử đó là cùng một kiểu và nằm liền cho ở trong bộ nhớ, còn ở trong Python thì hoàn toàn không. Trong Python thì hoàn toàn không, để tôi nhắc lại bằng bạn nhé. Khi tôi mô tả cái mảng ở trong Pascal thì thực ra nó nằm liền nhau ở trong bộ nhớ, nằm liền nhau, các phần tử là phải cùng kiểu khi xác định định nghĩa cái mảng đúng không nào, mình các bạn dài trong trong phần tử được. Nhưng mà ở trong Python thì khác nhau. Đây D nhé, D là khai báo nó có 1 phần tử, 2 phần tử, 3 phần tử, 4 phần tử, thì thậm chí nó như này, phần tử thứ nhất là nó trỏ một đối tượng như là một, phần tử thứ hai trỏ một đối tượng là 1.2, phần tử thứ ba trỏ một đối tượng thứ ba là a b c, phần tử thứ tư trỏ một đối tượng khác một dãy con như là 10, 11, 12. Như vậy là ở trong game là cái mô tả cái cấu trúc cái mảng ở trong Python là nó rất là phức tạp. Nếu chúng ta như các bạn học ai mà chưa có tìm hiểu các cái tài liệu sâu hơn thì thấy nó phức tạp, như vậy nó khác hẳn nhau không? Như vậy hai bên này là nó rất là khác nhau. Thì các bạn thấy nhá, bên này ở bên phải chính là cái cách mà chúng ta nhìn thấy cái dựa mảng nó là thế đấy. Ví dụ list nó là như vậy đấy, bên này nó liền nhau này. Cho nên là vì bạn nào đó, cho nên là khi mà làm việc với cái mảng ấy ở trong Python thì nó chậm hơn là mảng ở trong Pascal và C, mà nó liền nhau như này. Tại lại chúng ta bổ sung phần tử vào mảng, chúng ta gán phần tử, chúng ta xóa phần tử đi rất rất là dễ, rất là nhanh. Còn bên này mà xóa phần tử đi rất là phiền phức này, thêm vào thì dễ chứ là xóa phần tử đi là nó rất phiền phức, nó không đơn giản như là chúng ta nghĩ, cho nên là nó khó, được chưa. Được rồi, thế bây giờ vì trong Pascal và C là chúng ta chỉ khai báo cái mảng liền nhà, chúng ta làm cái mảng có sẵn, cho nên là cái lệnh của nó chỉ là cái lệnh ví dụ như lệnh a đây, a chúng ta chỉ là y bằng 10 thôi, là cho cả trong mai kia lại gắn lại là a y bằng 0, chứ không có điểm là xóa từ a y không có. Còn ở trong Python thì chúng ta thêm phần tử, xóa phần tử, làm rất nhiều lệnh khác nhau. Và đối với Python thì chúng ta có rất nhiều các cái phương thức làm việc với cái kiểu dữ liệu là dãy là mảng. Thì ở trong cuốn sách kết nối tri thức thì người ta đưa ra có bốn cái lệnh
bốn cái lệnh. Ở trong cái chiều cũng đưa ra bốn lệnh, bốn cái phương thức làm việc với mảng, thì tôi mô tả luôn nhé. Khi em ở trong cánh diều, ở trong kết nối trí thức, kết nối trí thức thì người ta đưa ra bốn cái phương thức làm việc với, bốn cái phương thức làm việc với mảng dãy, là phương thức là append, là bổ sung phần tử vào cuối dãy, lệnh clear là cái lệnh xóa hết phần tử của dãy, cái lệnh là insert là lệnh chèn một phần tử vào vào ở giữa hoặc đầu dãy, và lệnh remove là xóa một phần tử của dãy. Đây là bốn lệnh có ở trong cái bộ sách kết nối tri thức. Còn ở sách cánh diều thì có bốn lệnh khác, cánh diều nhé, thì là có bốn lệnh, như là họ mô tả bốn lệnh khác. Cánh diều là như sau này, lệnh append này, append là động rất quan trọng, lệnh append này nhé. Lệnh thứ hai là lệnh insert là giống nhau, mô tả giống nhau. Lệnh thứ ba là lệnh lệnh pop, lệnh pop. Lệnh thứ tư là lệnh sort. Thì thật nhớ đấy bạn, thật nhớ là trong cuốn sách cánh diều thì người ta mô tả bốn lệnh này, trong khi đó người ta không mô tả lệnh remove và không mô tả lệnh lệnh clear. Chắc có nghĩ là dễ quá, nhưng mà chút ở bên trong tri thức thì mô tả bốn lệnh này. Đây lấy ví dụ nhé, a đây nhé, a đây thì cách chúng ta, các cái lệnh mà làm việc với dãy là nó gọi là các phương thức, chúng ta phải gọi tên biến cho nó lệnh. Lệnh mà ghi đằng sau, ghi đằng sau một cái tên biến có dấu chấm thì đó, những cái lệnh nó gọi là phương thức, là các cái method. Đây là cách viết các method thuộc tính đối với lớp dữ liệu. Lớp dữ liệu tức là những ai mà lập trình đồ hướng tượng quen rồi thì rất là dễ hiểu. Còn đây phim dạy cho học sinh, chúng ta phải nói rõ là đây chỉ là các lệnh làm việc với dãy, nhưng mà cái em là khi mà các lệnh mà mô tả bằng cái hàm nhưng mà viết sau sau cái biến, sau cái kiểu dữ liệu có dấu chấm thì người ta gọi chung đó là phương thức, nhưng mà nó hơi khác một chút so với hàm. Hàm là tên hàm phải để đầu cơ. Ví dụ như là đây là hàm này, len a, đây chính là cái hàm, đây chính là cái hàm, một hàm có sẵn của Python, cái hàm có sẵn của Python. Một hàm này sẽ trả về, cái độ dài của dãy a nhé. Còn a chấm pen đây là cái lệnh một bổ sung phần tử 10 vào cuối của a. Đây a sẽ bổ sung vào đây này nhé. Hoặc là cái lệnh là insert bổ sung phần tử 12 nhưng vào đầu dãy thì để số không ở đâu đây. Còn chúng ta có thể bổ sung vào bất kỳ, chúng ta bổ sung về vào vị trí một chẳng hạn, thì bổ sung vào sau vị trí đầu tiên. Đây cái này sẽ bổ sung cái số 12 vào sau số 1 trước số 2 nhé. Đây enter thì a nó sẽ 12 sẽ bổ sung vào một sau một và số 2 đó. Lệnh insert, lệnh thứ ba là lệnh lệnh xóa, remove, remove số 4 thì nó xóa cái số 4 đi trong dãy a. A đây nó xóa số 4 đi, có là 1 12 2 10. Cuối cùng là cái lệnh clear là xóa toàn bộ cái dãy a đi. Khi mà xóa toàn bộ thì a nó thành rỗng, a là rỗng tức là len của a là bằng bằng không, bạn thấy không nào? Như vậy khi chúng ta làm việc quen với quen với dãy với mảng ở trong Pascal rồi, bây chúng ta chuyển sang bên này là thấy hơi lung túng, chúng ta quá quen cũ rồi, bị sang này là rất khó. Bên này là cái dãy, là dãy động này, độ dài nó động này, nó có thể xóa phần tử, nó thêm bớt phần tử, nó khá nhiều lệnh. Đây cái lệnh này dùng lệnh dir a, chúng ta sẽ biết được là ở trong Python nó có hỗ trợ những phương thức nào đối với a. Enter. Đấy. Thì ngoài đây là những cái lệnh, nó là các cái phương thức hệ thống chúng ta không không cần biết nhé. Những cái phương thức nào mà bắt đầu bằng dấu hai gạch dưới, là phương thức hệ thống mà chúng ta không 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 quan tâm, dành cho những ai mà muốn muốn tìm hiểu sâu hơn về Python, muốn lập trình sâu hơn thì cũng cần, còn người bình thường là không cần. Và còn lại đây append này, đây là chính là các cái đây chính là các cái phương thức cơ bản mà có sẵn trong Python để làm việc với dãy, gồm có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cái lệnh
thì theo tôi là giáo viên chúng ta nên biết cả một cái này thì năm đầu đều dễ cả. Thì trong quá trình mà tôi vẫn lên lớp mà thì tôi nó kỹ tất cả cả 14 cái này, 11 cái này. Vì nó nhanh nhé. Append là bổ sung một phần tử vào cuối của dãy, như là xóa toàn bộ phần tử của một cái dãy. Copy cái lệnh vào đó nữa đây là sao chép một cái bản mới, một cái bản mới của tạo ra một đối tượng mới, nhưng mà sao chép dữ liệu của dãy hiện thời sang một cái đối tượng mới. Thì lệnh copy này sẽ hỗ trợ chúng ta là lưu trữ một cái dãy ra một cái biến khác, nhưng mà chỉ đúng trường hợp là các đối tượng của nó là số và sâu, còn không đúng với nếu các phần tử của nó là dãy thì là list thì không đúng nữa. Lệnh count là đếm số lập của một phần tử ở trong dãy. Lệnh extend là bổ sung vào cuối của dãy, không phải là một mà là nhiều phần tử cùng một lúc. Lệnh index là trả về cái chỉ số của phần tử ở trong dãy. Lệnh insert là chèn một phần tử vào vị trí bất kỳ của dãy. Lệnh pop là lấy ra một phần tử của dãy ở vị trí đầu hoặc là cuối hoặc ở giữa. Lệnh remove là xóa một phần tử của dãy. Lệnh reverse là lệnh là sắp xếp lại dãy theo tự ngược trở ngược lại, và lệnh sort là sắp dãy theo tự tăng dần hoặc giảm dần. Thì đó là cái, đây là 11 cái 11 cái gọi là cái phương thức quan trọng của file của dữ liệu list mà chúng ta nên biết, xong vì nên biết cả về một cái này, học cũng nhanh thì không có gì, và nên làm nhiều bài tập để chúng ta quen đi. Thế là nhiều khi là làm là tức là chúng ta biết rồi, biết thì nó ra tức là diễn ra thì biết, nhưng mà làm bài tập để dùng nó thành thạo thì là chúng ta phải luyện tập, phải có luyện tập thì nó có cái kỹ năng nhé. Đó, thế bây giờ nói thêm một chút nữa này, đối với tiếp theo là cái đây, như vậy đây là cái số 4 đúng không, thì sang cái số 5. Số 5 là cũng phải nói luôn ở đây là gì, cái số 5 là ở trong Pascal và C thì nó chỉ có một khái niệm là mảng thôi, và nó chỉ mà chấm hết mảng của nó là cái mảng tôi vừa nói. Nhưng ở trong Python thì khái niệm mảng mà tôi vừa nói là thật ra nó có hai khái niệm mảng, thật là có hai khái niệm mảng, có hai khái niệm dãy. Một là list mà chúng ta đã biết, hai là tuple. Đấy nhé, tuple là dữ liệu, hay là người ta gọi là dữ liệu ống, hay là dữ liệu là dãy hằng. Người ta có thể dùng từ dữ liệu là dãy hằng được, hay là mảng hằng được, dãy hằng. Thực chất ra nó chính là dữ liệu mảng, nhưng mà cái mảng này là mảng không thay đổi được. Như vậy là cái tuple là một dữ liệu nữa ở trong Python, nó tương đương với list, nhưng mà nó chỉ khác list ở chỗ là nó là cái dữ liệu là gì, nó là cái dữ liệu mà là không thay đổi được. Thì cái này nó thêm một chút, cái này chúng ta cũng học sinh không được học, nhưng mà học sinh thì không được học nó đành rồi, nhưng mà giáo viên có nên biết không? Theo tôi giáo viên nên biết một chút, để chúng ta xử lý được trong nhiều tình huống khác nhau. Để lấy ví dụ nhé, chúng ta sẽ dùng rất nhiều ở trên thực tế đấy. Ví dụ như này nhé, khi mà chúng ta khai báo một cái tuple, một cái ống, thì thường báo là a, vị trí a nhỏ, địa biệt kiểu thường thường a nhỏ. Một cái ống thì chúng ta dùng dấu ngoặc mở ngoặc, 1, 2, 3. Thì như vậy đây là a là kiểu dữ liệu là tuple hay là ống, từ time time cái a ra là dữ liệu ống tuple. Thì dữ liệu ống nó chính là mảng, thì viết là a này không là phần tử thứ nhất của nó này, a không nữa phần tử thứ hai này là kiểu là a một đây, vẫn như vậy cái hàm len nó vẫn có. Hàm len của A vẫn như vậy. Chúng ta có thể truy cập vào nó, lấy ra một dãy con bất kỳ thoải mái. Chỉ khác là không được thay đổi dữ liệu. Chúng ta không dùng lệnh lệnh append này, lệnh remove, lệnh clear là không được. Chúng ta dùng lệnh như lệnh là máy nó báo lỗi ngay nhé. Là máy báo lỗi ngay. Nó không có. Thằng kia A nó không có cái tuple này, nó không có cái lệnh clear. Như vậy là dữ liệu ống là cái dữ liệu mà nó giống như mảng, không khác gì mảng cả. Nhưng mà nó chỉ khác cái là nó không toàn giống 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 với list, nó chỉ khác cái mỗi một cái là gì, là nó là không thay đổi giá trị. Thì nó cũng có cái hay của nó. Chúng ta chú ý nhé, khi chúng ta viết hai số liền nhau cách nhau bởi dấu phẩy, ví dụ như là 12,
khi chúng ta viết này thì thực chất ra chúng ta đã tạo ra một cái tuple đấy, enter này, máy tạo ra một tuple đấy. Đấy, cho nên chúng ta chú ý nhé. Như vậy là khi mà lát nữa tôi cho học xong cái phần hàm thì hàm có thể trả lại là một dãy, hàm ở trong Python cho phép trả lại là không phải một số mà nhiều số, nhiều số trả lại. Khi trả lại nhiều số thì nó viết ra như này này, thì nó chính là một cái tuple, vậy là hàm có trả lại là một cái tuple được. Đó. Khi viết là 12 9 thì nó chính là một cái ống. Hay thì viết này, khi tôi viết là a bằng, tôi viết là a bằng là 12 9 được không? Em vẫn hiểu nhé. Có thể viết là a bằng vậy 12,9, không sao, tốt quá. Nhưng mà lại bên phải là một ống, nhưng mà khi viết là a bằng 12,9 à, mày mới hiểu nhé. Đây là lệnh gì, là gán 12,9 làm cái ống và gán a vào cái ống đó. Đấy, thì a là cái ống, thành con nào, nếu a là ống rồi thì chúng ta có thể gán như là x phẩy y bằng a, được không? Hoàn toàn được. Thì hiểu là hiểu thì gán phần tử thứ nhất vào x y là vào phần tử thứ hai và enter được, thì x y là chín, x y là chín là 12 và y là chín này là chín, hay không nào. Như vậy khi viết hai số liền nhau như này chỉ là cái ống thôi, làm không là không không gì lạ cả, thấy chưa? Đó rồi, thế bây giờ chúng ta xem, khi em biết được cái ống rồi chúng ta, bây giờ tôi giải thích cho các bạn cái lệnh là x thì phải y bằng y, tức là cái gì, bây giờ ta giải thích nhé. Đây này, thì lệnh này là cái gì? Lệnh này là như sau này. Bây giờ tôi sẽ mô tả là các bạn lệnh này thì chúng ta sẽ hiểu hơn cái lệnh mà vì sao lại có lệnh đa gán. Đa gán chẳng qua là như này thôi. Khi tôi viết là x phẩy y đúng không? Bằng 5 10, đó là lệnh đa gán. Thì máy làm như sau này. Máy sẽ tạo ra một cái ống ở bên phải. Tạo cái ống bên phải là A. Và thực chất lệnh này là x y bằng A, là máy sẽ gán phần tử thứ nhất của a vào x gì, phần tử thứ hai vào y, và tiện từ đây suy ra là x gì là chính là bằng 5, x gì là chính là trỏ vào 5 và y chính là trỏ vào 10. Đấy, thấy không nào. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả giải thích cho các bạn biết cái lệnh vì sao có lệnh đổi về vị trí hai chỗ lên, như lệnh cho chữ x gì rồi. Bây giờ x gì phẩy y bằng y x là cái gì đây? Đó. Đây là như sau nhé, đây là trong Python như sau này. Máy sẽ tạo ra một cái ống ở ở bên phải là a. A chính là cái ống là y x, nhưng mà máy tạo trước cái ống là a bằng x bằng y x. Tạo xong rồi thì máy sẽ như vậy, tôi viết lại như vậy là bước 1 máy sẽ tạo cái ống a bằng y x, và bước thứ hai là máy gán là x y bằng a. Đấy, như vậy là cái lệnh này này nó tương đương với trong Python là chúng ta sử dụng hai lệnh. Lệnh thứ nhất là tạo cái ống và gán vào một cái đối tượng nào đó mà chúng ta là một đối tượng ngầm gì đó chúng ta không chưa biết, và lệnh thứ hai là x y bằng a. Cho nên là cái bản chất cái lệnh x y vậy bằng y nó là như vậy, chính vì thế cho nó cũng đổi chỗ được ở vị trí của hai phần tử đó. Thế đó là cái ống, nhưng mà ống là một cái đặc biệt mà nó tạo ra cái sự khác biệt giữa 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 Python và giữa Python và gì và Pascal. Được rồi, bây giờ tôi nói sang cái phần thứ thứ sáu đúng không, năm sáu không nhớ, sáu quan trọng nhé. Bây giờ phần tiếp theo là tôi nói sang cái phần thứ sáu nhé. Sáu là nó về sâu 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 thì về giống nhau thì không, không không thì không phải nói, nhưng mà cái sự khác biệt rất lớn giữa hai cái ở trong Pascal và C và Python đó là cái gì, thì như sau. Pascal và Python thì ở trong Pascal và C thì sâu nó là nó chính là một cái mảng các ký tự, mà ở trong trong Python, trong Pascal và C thì ký tự là một chủ dữ liệu. Nhưng mà sau nó chính là một cái mảng, là một cái array mà các từ của nó là mảng, là ký tự. Như vậy là ở trong Pascal nhé. Ở trong Python thì không phải như vậy. Ở trong Python thì là sau nó không phải là list, không phải là mảng, mà sau nó là một dãy các ký tự, dãy các ký tự
ký tự nhé. Ở đây chúng ta phải nhấn mạnh cái từ dãy này là nó khác, nó dãy này không phải là list nhé. Còn ký tự này là trong Python nó không có kiểu dữ liệu là ký tự. Trên sâu trong Python là một loại dữ liệu rất đặc biệt. Nó là một cái dãy dãy để trong trong nhánh nhánh nhé. Tôi sẽ giải thích sau cái từ dãy này. Các ký tự này là cái gì? Các ký tự này là trong ở trong Python thì ký tự nó hiểu là sâu, nó chỉ hiểu là sâu có độ dài một. Nhưng mà ở trong Python thì là nôm na là sâu là một dãy các là một dãy trong cái nháy các phân tử như vậy là một ký tự là một cái sâu có độ dài là một. Cho nên là nó rất là khác biệt. Như vậy là như sau này. Như vậy là sâu ở trong Pascal chúng ta có thể thay đổi từng ký tự một, chúng ta có thể thay đổi một ký tự thoải mái, nhưng ở trong Python thì không, tại vì nó không phải là một cái nó không phải là một cái list, chúng ta không không thể thay đổi được nhé. Đây thì tôi khi tôi viết là s thì bằng một cái sâu, đây một cái sâu nhé, a b c d đây nhé. Đấy. Thì nó là một cái dãy, mà cái dãy này tôi để trong 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 ngoặc kép nhé, nó không phải là list nhé, nó là một dãy. Thì cái dãy này là tôi chỉ có dãy thì tôi giờ như này, chúng ta có thể dùng cái hàm len để kiểm tra xem là s thì nó có bao độ dài là bao nhiêu. Chúng ta có thể truy cập từng phân tử một của s không s thì một đúng không, s hai. Chúng ta có dùng lệnh for để ta duyệt for ch in s và chúng ta sẽ print print từng ký tự một ra, print ch ra, print ch như này, nó sẽ in ra ký tự là a b c d, thấy không nào? Đây thì cái việc mà chúng ta có thể truy cập từng phần tử một, dùng có cái hàm len này, truy cập từng phần tử một này, đó s không này, s một này, và có lệnh duyệt trên từng ký tự một của sâu, thì tất cả những cái này người ta tất cả những thông tin này thì người ta có chung, nó là một cái dãy dãy các ký tự, nhưng mà nó không phải là một cái list các ký tự, do đó chúng ta không thể thay đổi. Nên chúng ta dùng lệnh s1 ta thay bằng một ký tự khác như là a hòa mày báo lỗi ngay. Được chưa? Thì từ đây chúng ta lại có thêm một cái khi nói về sâu, và sâu thì có rất nhiều, với sâu thì có rất nhiều những cái với sâu thì có cực kỳ nhiều các cái phương thức. Và ở trong cái cuốn sách mà chúng ta học một vài cái, chúng ta không học nhiều, chúng ta học một vài cái không nhiều, thì trong trong cái việc sâu đó thì trong cuốn cái tri thức thì tôi còn viết hai cái lệnh quan trọng nhất, quan trọng để làm nhiều việc, đó là cái lệnh split, lệnh split để tách sâu, và cái lệnh join nối để nối sâu. Đấy, thì khi chúng ta viết là s thì đây viết s thì bằng là viết hẳn tại nhé, viết hẳn làm cái sâu như này, có nhiều cái họ tên như này à, đây nhé, thì s split. Thì đây là cái phương thức mà sắp cái sâu s thành thành các cái từ, và đưa các từ đó vào một vòng cái dãy và một cái list, nên nó sẽ trả lại làm một cái list cùng có các cái từ đơn, là chữ bù, chữ việt, chữ hà, làm vào một cái dãy. Như vậy cái hàm này là hàm hàm split, là cái phương thức split là nó gì, nó xác định trên cái sâu s và đầu ra của nó là một cái dãy, là một cái list. Đây là một lệnh rất quan trọng đối với sâu. Và lệnh thứ hai là ngược lại đúng sau lệnh là lệnh nối lại. Ví dụ tôi viết lại cho chữ một a a như này, a nhé, vị là Trần phẩy Quang phẩy Bình, như vậy là a là một cái dãy gồm có là ba cái sâu. Bây giờ tôi sẽ ghép lại thành một cái sâu mới, là chính là cái từ là Trần Quang Bình. Làm như sau, tôi dùng cái lệnh là tôi gọi ss thì bằng này, tôi viết dùng cái dấu cách này, cho dùng lệnh join để nối a lại với nhau, nối cộng từ của a lại, enter, thì s thì nó sẽ là nối lại cái chữ các cái phần tử riêng của a đó, các sâu nối lại thành một sâu lớn hơn là Trần Quang Bình.
Như vậy là lệnh split và lệnh join là hai cái lệnh mà được viết trong được học kỹ ở trong cuốn sách tin 10 cái đồ chính thức. Còn những cái lệnh khác nó phức tạp hơn thì các bạn có thể tự tìm hiểu. Thì ở trong cái khi mà tôi mở các lớp thì các lớp học thêm ấy, thì tôi vẫn tôi chỉ mình các bạn là khá đủ những cái ở đây. Nên các bạn có thể tìm hiểu thêm sau nhé. Thì như vậy đó là cái sự mà có sự khác biệt giữa cái khái niệm sâu của trong sâu ở trong Pascal hay là C và sâu ở trong Python. Trong Python là sâu nó rất là phức tạp và nó có rất nhiều phương thức. Rất nhiều phương thức khác nhau. Và sâu tức là một dãy và cái dãy này là nó sẽ hỗ trợ sâu nó hỗ trợ như sau. Nó hỗ trợ làm gì? Hỗ trợ các lệnh sau đây này. Nó hỗ trợ cái lệnh là gì? Là chúng ta có thể dùng cái hàm len, chúng ta có thể truy cập từng ký tự, của sâu. Và cái ý thứ ba là chúng ta có thể duyệt trên các ký tự của sâu, Đó. Và có rất nhiều phương thức khác nhau. Thì đó là cái số 6 nhá. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ sang cái phần phần cuối cùng là nói sự khác biệt. Thực ra nó nhiều hơn nhưng mà chúng ta không có thời gian nhiều, tôi sẽ dừng lại ở đây. Tôi sẽ nói thêm phần cuối cùng là số 7 là khái niệm hàm. Thế thì hàm mà ở trong Pascal và C nó đều phân biệt hai loại hàm là hàm và thủ tục hay là hàm và hàm void. Phân biệt khác nhau là hàm và thủ tục là phân biệt nhau. Hay người ta sẽ nói là hàm chính là hàm và thủ tục chính là chương trình con. Thực sự nó thủ tục chính là cái chương trình con đúng không? Cho nên khi mà trong các ngôn ngữ khác chúng ta quen rồi là cứ nói về hàm chương trình con cảm giác là hai cái là nó chương trình con hai cái nó khác nhau. Đây là trong ở trong Pascal có cái khai báo hàm bằng bằng cái từ khóa là function, khai báo chương trình con bằng cái từ khóa là procedure. Hai cái từ nó khác hẳn nhau. Còn ở trong Python thì không, Python tất cả là hàm hết, nó chỉ có một, từ khóa, có một từ khóa thôi là hàm, là cái def, là định nghĩa hàm. Như vậy nó chỉ có một khái niệm hàm thôi, khái niệm hàm. Và mọi hàm như vậy đều là mọi hàm đều là chương trình con. Nhưng mà chi tiết hơn thì như sau này, hàm thật ra là hàm ở trong Python có thể tạm thời có thể chia, thật ra có thể dùng có thể hiểu đơn giản hàm ở trong Python nhé, tạm thời có thể chia thật chi tiết này hoặc là không chính xác. Cho nên sao có thể loại là hàm có giá trị trả lại, hàm có giá trị trả lại nếu một trong hàm đó có từ khóa return. Còn loại thứ hai là hàm mà không có giá trị trả lại, không có giá trị trả lại, hàm trong hàm nó không có từ khóa return hoặc là có từ khóa return nhưng mà không có gì trả lại thì người ta gọi đó là hàm không có trả lại. Thì người ta chia làm hai loại. Thì như vậy cái loại loại trên này là hàm thực sự, còn dưới này người ta hiểu là chương trình con cũng được. Được chưa? Đối với hàm là như vậy nhé. Và nó có sự khác biệt giữa hai cái anh này. Đây, khi tôi khai báo một cái hàm nhé, def một cái hàm, vì là hàm luôn có là đóng ngoặc mở ngoặc nhé. Rồi, thế bây giờ tôi mô tả cái hàm này. Hàm này là cái hàm mà tôi sẽ khai báo là nó có trả lại. Tôi viết là return. Đây, tôi dùng ví dụ cái hàm này là x thì nhé. Đầu vào là x thì và return là x thì cộng 1. Đây. Thì như vậy là cái hàm mà tôi chạy này, hàm 10 giá trị trả lại của nó là 11, f của 23 trị trả lại của nó là 20, 25. Như vậy đây là hàm là có trị trả lại, thấy không nào, có từ khóa return. Còn một loại thứ hai, hàm thứ hai là cái hàm mà là g đi, g này tôi chỉ viết một cái dòng là tôi print cái từ, tôi dùng cái lệnh là print, là xin chào. Cái hàm này là không hề có
không không hề có gì trả lại, không có thu, không có thu hóa return nhé. Đó thì cái hàm này này nó là xin chào đây, thì cái hàm này là hàm có giá trị trả lại đây, hàm này là không có gì trả lại. Thì ta có hiểu nôm na này, hiểu nôm na là f là cái hàm thực sự, còn g chỉ có thể hiểu là g đây là hiểu đây là một cái thủ tục cũng được, một chương trình con cũng được nhé. Đó, thì chúng ta chú ý như vậy là về hàm f tôi có thể viết là a bằng f 10 được không? Được, chẳng trả giá trị a trả lời về trả giá trị là trả về a, nó chính là a này chính bằng 10 là bằng 11 đấy chưa. Còn hàm g không đi trả lại, viết x thì bằng bằng g bằng được cái này được không, liệu có sai không? Hoàn toàn không sai, đúng hết nhé. Khi gắn là x bằng g, g thì nó vẫn chạy g đâu đi ra xin chào, nhưng mà x thì là không có gì cả, không có gì cả. Đó. Thì chỗ này là chỗ mà nhiều người nhầm lẫn, nghĩ rằng là như vậy là một cái hàm mà không có cái trả lại thì nó sẽ trả về một cái đối tượng là không có gì. Đấy. Nhưng mà nó luôn các bạn nhé, là thực chất là nó vẫn có. Để tôi kiểm tra nhé, tôi kiểm tra cái tai của x thì giá trị trả lại của hàm g có không, chắc là có, thì chính là năn tai, và cái x này chính là năn đấy, x này nó chính là năn, x này chính là năn. Tôi kiểm tra nhé. Chủ như vậy là một cái hàm mà không có cái trả giá trị trả lại, không có từ khóa return bên trong thì thực chất nó vẫn trả lại, nó trả lại là năn. Để chúng ta hiểu ý nghĩa của từ của cái từ khóa năn không? Đấy, năn là chính lúc này này chính là nó không có gì cả. Một cái hàm mà không có gì trả lại thì nó sẽ trả lại giá trị là năn. Thì năn này với lớp 10 chúng ta hoàn toàn là không dùng đến. Nhưng mà lớp 11 là có, lớp 12 là có nhé. Rồi. Bây giờ tôi nói sang cái chủ đề cuối cùng của hôm nay, nó thêm một chủ đề nữa là cái chủ đề số 8, là cái khái niệm mà rất quan trọng là cái phạm vi của biến trong và ngoài hàm, phạm vi tác dụng của biến. Thì đối với Pascal và C chúng ta đã quá quen rồi, là đối với biến thì người ta có hai loại biến để mô tả bên ngoài các hàm thì gọi là biến tổng thể hay là biến global, còn biến khai báo bên trong hàm là biến địa phương. Thì đối đây là hai cái điều mà chúng ta biết cả rồi, và chúng ta biết rằng là trong Pascal và C là như sau: biến tổng thể thì có phạm vi tác dụng trên toàn bộ chương trình và trong tất cả các hàm, đúng không nào? Còn biến địa phương chỉ có tác dụng ở bên trong hàm, không có dụng ra bên ngoài hàm. Đó, đó là cái điều chúng ta đã quá quen dậy từ xưa nay rồi. Thì cái điều này đối với Python có đúng không? Đấy, thì câu trả lời là không. Mình phải đoán luôn chỗ này, rất nhiều bạn cũng sẽ nhầm lẫn, rất là nhầm lẫn. Ở trong Python thì vẫn có khái niệm là biến tổng thể giống như ở bên này, vẫn có biến địa phương. Trong Python thì biến khai báo bên ngoài hàm gọi là biến tổng thể, đúng rồi, nhưng khai báo bên trong hàm là biến địa phương là đúng rồi. Nhưng mà miền tác động của biến tổng thể và biến địa phương thì không phải, không giống như là ở trong Pascal. Cho nên rất chú ý này nhé. Thì trong ở trong Python là như sau này, là biến địa phương thì ý nghĩa của nó giống hệt như là đối với Pascal, biến địa phương là chỉ có tác dụng bên trong hàm, nhưng mà ngược lại là biến tổng thể thì không có tác dụng ở bên trong hàm. Đấy, chú ý như ý, không có tác dụng ở bên trong hàm nhé. Biến tổng thể thì không có tác dụng ở bên trong hàm. Và thêm một câu nữa là trừ khi nó được khai báo lại bên trong hàm, nó được khai báo lại bên trong hàm với từ khóa là global. Như vậy ở trong Python cái từ của hàm hàm từ khóa là từ khóa có tên là global, dùng để khai báo các biến
khai báo lại bên thể ở bên ngoài, tôi muốn dùng nó như biết ở trong hàm, tôi khai báo lại là biến là khai báo lại với từ khóa là global thì được, hay không nào? Và một điều nữa là gì, vì là không có dụng ở bên trong hàm cho nên là ở bên trong hàm được quyền khai báo, được quyền dùng cái biến giống biến ở bên ngoài thoải mái vô tư đấy nhá. Thì tôi mô tả bằng ví dụ cho ta thấy ngay nhé. Đây tôi khai báo cái biến là x thì ở bên ngoài hàm lên bằng 10 nhé, bên ngoài hàm. Bây giờ tôi khai báo ở bên trong hàm hàm f, ở bên trong hàm này tôi khai báo là x thì bằng x thì bằng 20 đấy, xong tôi return là x cộng 1 đấy. Được chưa? Cái hàm này nó sẽ trả lại giá trị là 21 nhé. Như vậy là bên trong hàm này tôi dùng cái biến xy là thoải mái vì bên này nó không không ảnh hưởng gì bên ngoài cả nhé. Đó. Dùng thoải mái vô tư ở chỗ này. Nếu mà khi chạy xong rồi thì xy bên ngoài nó vẫn là 10. Vì ra là cái xy bên ngoài này là không có tác dụng ở, ở bên trong hàm, bên trong hàm được quyền dùng lại cái biến này. Lại cái biến này như vậy là bên trong hàm được quyền dùng cái biến này, cái biến là trùng tên biến bên ngoài hàm thoải mái và không ảnh hưởng gì cả. Đây là cái sự rất là khác biệt. Bây giờ tôi muốn lên bên trong hàm dùng lại biến xy thì tôi làm như sau. Def g bên trong hàm khai báo lại là global global x đó, xong rồi x thì bằng x cộng 1, xong rồi return return x ai g này khai báo hàm ở bên trong hàm thì nó có một sẽ bằng là trả lời 11 và x thì cũng thay đổi luôn là 11. Thì như vậy là khi tôi khai báo như này thì x bên trong hàm này là chính x ở bên ngoài hàm này. Đấy, đây là một cái sự khác biệt rất lớn và rất quan trọng giữa giữa biến phạm vi biến ở trong hàm, biến tổng thể và biến địa phương ở trong Python và với Pascal. Còn chúng ta có thể hôm nay hết giờ mất rồi, tôi phải dừng lại đây, nhưng mà nếu các bạn tìm hiểu thêm họ thấy là cái việc mà vì sao phạm vi biến của trong thân đoạn như vậy thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu sâu hơn nữa. Cái này tôi từng nói một hôm là nó rồi, thì khi nào nó cần thiết tôi sẽ nói thêm nhé, nói thêm. Mà hôm nay chúng ta hết giờ, chúng ta tạm thời dừng lại ở đây nhé. Như vậy tôi vừa mới nói các bạn là có khoảng là 7 8 gì đâu, 8 cái điều mà cho tôi là chúng ta phải chú ý những người mà mới năm nay mới bắt đầu dạy lớp lớp 10 phải chú ý những cái điều khác biệt này. Có ai hỏi gì nữa không nhỉ? Thật ra nó chưa hết đâu, hôm nay tôi mà thời gian tôi nói hơn nữa nhưng mà hôm nay thì ăn không kịp, tôi mà để hôm khác nhé. Ừ, Vâng. chúng ta nghỉ thôi nhé. Ừ, nghỉ thôi. Được, chúng em cảm ơn Ừ, thầy ạ. chào thầy. Em Xin chào chào thầy. các bạn nhé. Cảm ơn thầy ạ. Em cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy, chào thầy.